Nếu như anh em là một YouTuber Free Fire và có những pha highlight vô cùng đẹp mắt, thì trung bình một video như thế anh em đăng lên trên mạng thì sẽ có hàng trăm đến hàng nghìn comment hỏi xin độ nhạy của anh em. Đương nhiên là anh em không thể nào mà trả lời hết được đống comment đó và phải làm riêng một cái video về nó. Và hôm nay chúng sẽ làm một cái video về độ nhạy ở trong Bedwars. Với mỗi một final kill thì chúng sẽ cộng thêm 5 độ nhạy. Yes. Và sẽ xuất phát từ độ nhạy thấp nhất. Nhiệm vụ của chúng đó chính là phải đạt đến độ nhạy 100 và phải chiến thắng với độ nhạy 100 luôn. Và nếu như anh em thích cái video này, hãy chụp một like, subscribe và đừng quên chia sẻ cho những người khác cũng biết nhé. Từ nay, nếu như anh em thấy bất kỳ ai đấy chơi Bedwars Pro á, thì anh em hãy thử hỏi xin độ nhạy của người ta nha. Vậy nên là anh em có thể cho chúng xin độ nhạy dưới phần bình luận được không? Và cuối video, chúng sẽ chơi Bedwars với độ nhạy thấp nhất cũng như là nhanh nhất mà game của chúng có thể đạt được nha anh em. Hôm nay thì chúng cầm mic lên chúng nói chứ mấy cái này nó hơi bị vướng. Yes sir. Ok, vào video nha anh em. Let's go. Boom. Ok anh em, đây là cái độ nhạy bình thường mà chúng hay chơi, đó chính là 30. Chúng sẽ chơi một trận trước cho anh em xem 30 chúng sẽ chơi như nào và chúng nó sẽ bắt đầu thử thách nha anh em. Sao lại Cloud Client 666? Ông này chơi Client ở dưới địa ngục à? What the fuck? Ủa anh Gasboy này! Anh Gasboy! Ơ tôi tự đơn, mình giết được. À đù! Thanh niên này định... Oh my shit! Ây ây bro, what did you do in này? Để hai này đánh nhau đi, chung cho để hai này đánh nhau. Ấy quá, ui xổi ôi, quá đã lưu. Chỉ vào mà hút thôi anh em, chỉ vào mà hút đó. Yes sir, một máu luôn. Ây 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 ây, chill bro. Anh em tin thằng này có fireball không? Ui thằng dùng auto à? Mày, wow, what the fuck? Rớt. Từ đó. What? Hết phải bồ nhá. Ấy. Bị giật kìa. Yeah. Xong. Thôi bị trap rồi. Yeah. Sorry. Ok, đó chính là cách chun một trận bình thường không? Đấy. Ok, giờ chúng ta sẽ thử chơi với cái độ nhạy không. Yeah, oh my god. Kiểu này chúng sẽ quay cam xuống cho anh em thấy thao tác của chun nó sẽ đau khổ đến mức nào nha. Đây, anh em có thể thấy nó rất là khó. Bình thường một khoảng cách tầm này của chun này nó phải một vòng rồi. Ok, chúng ta sẽ chơi với cái độ nhạy không. What the... Pikachu. Ui, mà chú làm cái này sợ chuột chú nó hỏng luôn nhỉ. Vậy siêu mạnh tay luôn ấy. My shit. Vắng mất tích à. Cái gì đấy? Ê, thấy rồi nha. Ai bùa đó. À đây. Ồ, hổ. À, ca hổ. Ở đâu? Bye bye, yes sir. Một kill. Anh chun thay em à. Lấy địa chỉ của nhá. Bye bye. Oh yeah. 10. Ủa cái gì đây?
từ khoan anh em, tại sao chú lại không chỉnh được số 10? Hả? 11 đi ha. Ok. Hình như chun chuẩn bị bị tắt kẹt anh em ạ. Oh shit, not good. What? Tao cười rất hàm luôn này. Ok, everything. Bực. Ok, red bay. Wanna see a magic trick? Từ. Thịt nha. Là những hold on man. Bầu hả? Cũng bầu hả? Nào đấu sĩ chơi VR đây nào. Ok. 25. Ping. Ui. Từ hold on. Yêu, cái thằng này không ổn. Từ. Nó xuống nó bổ cái mất nửa cây rồi đấy. Aqua, come here. To show you. Này biết chơi nha. Ôi. Bựa. Ôi chậm thế. Có thuốc mà đi rất chậm. Ai, tôi chết. Oh my god. Nó thuốc rồi. Đấy, oh my god. Oh my god, tôi chết chung rồi. Ấy. Thôi. GG bitch. Ok, hiện tại là chú đang ở trong cái tầm gọi là có thể chơi được, phải không? Well, who the fuck this guy, man? Jimmy Dad hả? Thằng bên chơi nhanh em. Ấy. Ok. Lắc rồi. What the? Chun đang không biết là cái máy chủ của hai bit số nó càng ngày càng xa Chun hay là mạng của Chun kém nữa. Chun lúc đang mua đồ Chun sẽ bảo Chun hiếp nó. Hả? Hay. Hay lắm luôn. Yeah. Wow. Long dip side. Aha, mày. Đó là nhà chú nói, tôi mất giường. Qua hiện tại chẳng thế động tĩnh gì ấy. Boom. What? Mày làm gì ở trên đấy? Boom. À đù. Phản công khủng khiếp đấy. Ai? Ơ.
Bị bắn quá rồi anh em. Đâu rồi? What the fuck? Ender Pearl bị cái gì á? Vẫn ở đây. Still here. Bị cái boom. What? Ôi, tu. Ok. Yes, sir. Oh, tu. Bánh trưng hả? Ông trắng này đón Tết sớm thật. Yahoo! Ok. Chúng thấy nó cũng bắt đầu nhẹ nhạy rồi. Boom! Nhảy thế. Thôi mà, tao có trap đâu. Má. Ok. Ơi, tuôn được rồi à? Ok. Ôi trời, mất rồi. À đây. Lẹ nhanh. Không phải chụp hình. À đỏ đây này. Ok. Chứ có một số đồ để cho cái bạn này trải nghiệm nỗi lâu. Hả? À, từ. Sao mà thấy được? Vậy. Yeah, chị gì? Ok. Ok. Ôi, đủ má. Đúng máy rồi. Yeah, hên vai. Ôi vãi như này. Anh em đến được bao nhiêu vòng không? Thử thách anh em ấy. Ok. Ơi, man. Đùa à? Ui trời ơi. Cho chúng mày đấy, đánh nhau đi. Ui, mày click kìa. Mày auto chắc luôn mà anh em. Hi. Ok. Thời làm được thách lúc nào thì cái đoạn khó khăn cũng bị tắc nghẹt nhá. Làm gì ấy? Tao có bay được đâu mà. Oh my god. Hả? Đủ nhảy 90 rồi. Blue nó có sắc cương rồi à? Oh shit, not good. Phải vậy không? Cùng thử nhé. Ui.
Boom. Kill. Yay. Yeah, hay là chú nghĩ giờ chú sẽ chơi trận tiếp theo và lấy nốt một kill và chú sẽ cố thắng trận đấy luôn thì chú sẽ hoàn thành thử thách á. Yeah. Anh em được hỏi là sao chú lại không làm kiểu cho nó mắc này luôn, bởi vì chú không có thời gian anh em ạ. Nó sẽ rất là dài ấy. Chú sợ anh em lại không muốn xem một video dài dài tầm. Mà kể cả thế thì chú không thể nào mà edit với cái video dài tầm đấy được. Khó thật. Để giữ được cho nó không bị lệch cũng đã khó phết rồi. Yeah, ok ok. 100 độ nhẹ, 100 độ nhẹ. Yeah, ho ho. Ma ha. Ui. Chẳng à. Hả? Ê, tao nhìn thấy mày nhá. Tôi sẽ tham gia cùng với trắng này. Không đúng cái lúc đấy mà hai chúng đánh nhau nhá. Thì lao vào chúng bang 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 bang. Ê, không đúng kế hoạch rồi. Yes. Oh, okay. Yay! Thắng luôn. Ok guys, thì đầu tiên chúng sẽ phải vào cái phần này của con trồ của chúng, rồi chúng sẽ phải chỉnh DPI. Chúng sẽ chọn một cái là chậm nhất, một cái là siêu nhanh luôn đây. Đấy, anh em thấy không? Chúng ấn là nó sẽ chuyển DPI của chúng ở đấy. Đấy, wow my god, nhìn chúng gì? Thì chuột mân. Đấy, còn một cái nữa là chúng sẽ thỉnh thẳng ở trong con chuột của máy tính của chúng. Đấy, siêu nhanh rồi. Ui, nhanh lắm. Ok, thì đầu tiên chú sẽ chơi cái chậm nhất nha anh em. Ừ đấy. Nhìn anh em, oh my shit. Ok, chú sẽ vào game. Ui da, từ mọi người từ từ chill mọi người. Anh em thấy nó di chuyển không? Này, trời ơi. Cái gì vậy? Ai ra cái này chơi khó nhỉ? Từ để thử chơi. Chú sẽ thử cố để xem chú có thể làm được gì không. Oh my god, chun phải chắc. Bọc dương. Ok, đi. Nice. Ok, đây là cách. Hello. Đừng sang đây nha. Làm ơn nó. Có thể nó sang rồi. Ok. Mỏi tay. Mỏi tay quá anh em. Gì mày chơi? Ok. Cuối cùng cũng ok. Làm sao rồi nhỉ? Này chất mòn chuột luôn quá. Ừ mày. Tinh. Nó bọc gỗ rồi. Oh my god, nhìn nó đi. Chúng không thể nào mà chơi được ấy. Chúng thấy cả lò anh em Bedgua chơi được với cái thắng một trận bằng cái độ nhảy này được đấy. Chúng thách luôn đấy. Ê! Lùi, ok. Đập bét đi. Rồi chết chú nào. Thôi. Từ với độ nhảy nhanh nhất nha anh em. Ok. Đấy. Từ 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 từ
cái màn hình của tôi. Oh my god. Oh shit. Hello anh em. Đây như này. Anh em nhìn chú nhích tay này. Chú nhích có xíu mà nó. Thật sự chậm nhất hay nhanh nhất thì thật sự chú cũng chả chơi được luôn đấy. Made in heaven. Ok. Đây, ok. Này đánh đấm kiểu gì? Oh shit. Nào. Ok. Nào, thôi. Đây. Vô mày. Cái gì vậy? Adu. Cái con cu mà. Chả biết đâu mà nhìn ấy. Ok, và cảm ơn anh em đã xem hết cái video này. Nói chung là hôm nay chúng ta đã thử thách với độ nhạy ở trong Minecraft. Nói chung là chậm hay là nhanh thì cũng khó chơi cả. Thì mong anh em sẽ luôn luôn có một cái setting độ nhạy gọi là ok nhất để anh em có thể có trải nghiệm tuyệt vời. Ok, thank you. Nếu mà anh em thích video này, hãy cho mình. Nếu mà anh em thích video này, hãy cho một like, subscribe. Và đừng quên chia sẻ cho những người khác biết là chúng đỉnh nhất thế giới. Yeah. Thế rồi, chúc anh em một ngày tốt lành. Bây giờ để người thân. Bye bye.